Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Công nghiệp TV trong tựa game Beast Wars Simulator và cái series Miếu Nhân Phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ donate cho cái miếu gió. Như tiêu đề video bạn thấy là một cái trứng giáp tịch. Trứng giáp tịch là một trong những cái trứng rất là khó để kiếm luôn. Lúc trước thì mình có một vài trứng, mình có trứng vàng nè, mình có trứng bạc nè. Nhưng mà một lý do gì đó mình xài hết rồi các bạn, tại vì lúc trước mình kiếm con giáp tịch bi nó khá là khó, cho nên mình có bao nhiêu trứng mình xài hết. Và lúc đó nó chưa có phiên bản cho chúng ta cái miếu gió. Và bây giờ thì có cái miếu gió xuất hiện rồi, cho nên việc kiếm cái trứng giáp tịch nó cũng khá là hiếm đối với bản thân mình. Nhưng ngày hôm trước á, mình diệt con sói nè các bạn, con sói mình vừa diệt ha, nó cho mình một cái trứng bạc các bạn à. Đây, được giáp tịch Silver F. Ok, và đó chính là mục tiêu của chúng ta trong video này nha. Cũng như là hình như là con cua dừa mình hết thời gian để mình giết nó rồi, là hôm nay chúng ta phải giết lại con cua dừa đó các bạn. Như là bữa giờ mình nghiên cứu thì mình định sẽ mua cái slot âm thứ 44, và chắc là như vậy ha. Mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ mua slot âm thứ 44 trong cái thời gian mình vẫn crafting. Hiện tại thì trong cái chỗ này mình có crafting gì không nhỉ? Mình đang crafting cái enzyme nè, không biết crafting enzyme để dùng làm gì luôn. Ok, còn cái máy lạnh này thì chưa các bạn ơi. Máy lạnh này tới 55 tỷ tiền và 6 trên 10 cái badge. Mình cần phải hoàn thành thêm một số cái badge của những cánh đồng khác ha. Tức là yêu cầu á, là khai thác được 5 tỷ. Tức là khai thác được 5 tỷ pollen từ những cánh đồng. Đầu tiên thì mình sẽ đi diệt một số con quái trong tựa game này. Nếu mà may mắn thì mình có thể nhận được thêm mi giám đụng ta. Diệt thêm hai con nữa thôi, tại vì những con đó có tỷ lệ ra được cái trứng giáp tịch ha. Con King Beetle nè. Có một số con như là con nhện nữa bạn. Con sói nè, con King Beetle nè, và con Thanh Bear là một số con nó cho chúng ta có tỷ lệ được cái trứng kiếp tịch. Tại tên gì đây, có trứng không? Không có trứng các bạn ơi, mình chỉ có Moon Charm thôi. Và không biết các bạn có biết hay không á, là khi các bạn diệt con cua dừa, khả năng là 100% các bạn sẽ có được những cái Micro Coventer nha. Micro Coventer là cái số 5 của mình nè. Nó giúp các bạn đỡ tốn thời gian mà các bạn phải dùng một tích kịch ra để các bạn biến phấn hoa thành mật ong trực tiếp hết toàn bộ số lượng luôn trong vòng một nốt nhạc. Thì cái Micro Coventer khá là có lợi đối với những bạn mà cày cuốc nhanh như mình. Con này là 2 phút 26 giây ha, 10.000 máu. Tuổi 10.000 máu với ta, nghĩa là tuổi rất là nhanh luôn, mình không cần phải dùng một biện pháp hỗ trợ gì cả. Vì số lượng ong của mình hiện tại á, là những con ong đều cấp 10 hết rồi. Một số con cấp 11 và một con cấp 12. Tèn không có gì luôn. Buồn. Có Lictor, có Moon Charm, có gì ta? Có Royal Jelly, có Oil. Ok, những vật phẩm bình thường thôi. Thiệt ra là bữa giờ mình cứ tập trung vào cái việc mình cày cuốc tiền thôi các bạn à. Mình còn sử dụng cái Wheatlock 5 lần nè. Cái này thì các bạn online khoảng tầm 50 phút hay là một tiếng thì nó sẽ cho bạn sử dụng nha. Phải online trong game nha các bạn. Phiêu đai là một cái phế nhất mình từng thấy luôn á. Mới có 5 cái thôi. Từ từ đi, chừng nào được 10 cái đi rồi mình sẽ sử dụng một lần luôn ha. Nhiệm vụ Cream Up Being a Bee, nhiệm vụ thứ 30, 22 của con Thanh Bear. Trong cái tổ ong của mình á, thì chỉ mới có con Vi Sịch Bi là mình lên được cấp 12 thôi. Chắc là trong video này mình sẽ dùng khoảng tầm mấy tỷ tiền để mình cho thêm một con ong nữa lên cấp 12 để gì con nó grab ha, con cua dừa cho nó nhanh các bạn. Mình chỉ nhắm tới những con mà cấp 11 thôi. Mình có con Rat Bee, wow, con Demon Bee cấp 11 là 22, như vậy mình sẽ cho con Demon Bee này đi 2 tỷ tiền các bạn, 2 triệu bon tương đương với 2 tỷ tiền nha. Mình sẽ cho con này lên cấp 12 trước, rồi con Tab Bee thì để sau đi. Nên không ta? Những cái búp của Tabby Love thì nó chỉ tập trung vào việc khai thác phấn hoa thôi. Ok, quyết định nha. Trong video này mình sẽ biến thêm một con Demon Bee lên cấp 12. Hóa thêm một con nữa các bạn. Rồi sau đó mình đi diệt con cua dừa. Và cuối cùng mình sẽ donate cho cái miếu gió. Diệt cua dừa trước để mình kiếm được những cái Micro Coventer 90 cái gì đó mình không biết. Rồi sau đó mình mới là đi donate cho cái miếu gió. Miếu nhân phẩm các bạn, cái trứng là Gifted Silver S. Ok nha. Tại vì chắc chắn khả năng cao 90% nó cho chúng ta những cái búp rồi. Và nếu may mắn nó nằm ở cánh đồng dừa và mình có cái búp ở cánh đồng dừa nữa thì mình sẽ farming cực kỳ nhanh. Mình sẽ kiếm lại 1 tỷ tiền cực kỳ nhanh các bạn. 1 tỷ tiền nè, 1 tỷ, 2 tỷ. Ok, 2 tỷ tiền mua 200 ngàn trade ha. Như vậy là con ong thứ hai của mình là cấp 12 rồi các bạn. Bấm cho đúng nha. Demon Bee tốn 172 ngàn trade nha các bạn. Bam. Con ong tiếp theo của mình chắc là mình sẽ cho con ong gì đó xịn xịn ha. Mình có mấy con Demon Bee ta? À, mình có tới hai con Demon Bee lần. Con này là 1 tỷ 2 nè. Mình có thấy là nhiều bạn chơi trong cái server testing á, mình nghĩ các bạn đừng nên bỏ quá nhiều thời gian trong cái server đó. Tại vì sao? Tại vì chắc chắn là tương lai nó cập nhật xong. Mình có xem video của Ethemiston, mình thấy một cái nội dung vừa mới xuất hiện trong server testing. Thì có gì mình sẽ nghiên cứu và mình review tới các bạn sau nhé. Lý do như mình nói á, đó là server test. Thì trước sau gì cái server test nó cũng biến mất thôi các bạn. Cho nên các bạn đừng quá đầu tư vào ha. Bây giờ con cua dừa này cấp 12. Mình có hai con ong cấp 12. Do đó mình sẽ diệt con cua dừa này cực kỳ nhanh. Ok, bấm số 4 nè, xài một cái Stinger nè.
búp 50% những cái con ong của mình. Sướng ăn công nha bạn. Không biết là tương lai tựa game này nó còn ra nhiều con quái vật nữa hay không. Chứ hiện tại con cua dừa là con mạnh nhất nha. Kỷ lục gần đây nhất của mình là khoảng tầm 7 phút các bạn. Với dàn ong của mình là khoảng tầm 7 phút ha. Hy vọng là mình sẽ phá được kỷ lục của mình bằng cách là rút ngắn thời gian xuống 6 phút mấy. Bây giờ bao nhiêu rồi? Nó còn 226.000 máu nữa các bạn. Khoảng 20 giây mình diệt được 25.000 máu ha. Khả năng cao là mình có thể phá kỷ lục đó các bạn ơi. Nhưng mà ê, nó hết hồn. Ê. Hên quá. Mình có ba lô dừa cho nên nó đã hứng giùm mình một tuyệt chiêu rồi các bạn. Bạn không có ba lô dừa, bạn ăn chừng 2 cái càng cua là bạn chết rồi. Rồi để tránh mất thời gian thì mình sẽ tua nhanh đoạn này tới cái khúc mà mình gần giết được cái con Cornet Crab nha bạn. Các bạn chuẩn bị xem là phần thưởng mình sẽ nhận được sau khi giết con cua dừa lần này sẽ là cái gì nha. Submissing hoài vậy. Quê vậy ba. 321, vô. Chưa chết nè, 200 máu. Ok. Và các bạn thấy nè, chúng ta hầu hết là có Litter, chúng ta có Coconut Tropical Green. Và mình nhận được, chỉ có 6 thôi à. Lần này mình chỉ nhận được có 6 cái Micro Conventer thôi các bạn. Hai Star Jelly nè, Star Jelly là hầu như đều có ha. Micro Conventer hầu như đều có nè. Blue Oil và Litter, đó là những phần thưởng mà khi các bạn diệt được con cua dừa. Và chắc chắn là khi các bạn diệt con cua dừa này, các bạn phải có trên 35 con ong rồi. Kỷ lục các bạn là bao nhiêu? Hãy comment bên dưới mình biết nha. Bây giờ mình sẽ coi kỷ lục của mình là bao nhiêu. 6 phút 49 giây các bạn. Nhưng mình nói luôn mình đã phá được kỷ lục cũ của mình. Kỷ lục cũ của mình là 7 phút 15 giây. Kỷ lục lần trước các bạn, cái lần mới nhất lần này nè. Trước khi mà mình nâng con ong Demon Bee lên cấp 12 á, là 7 phút 15 giây. Thì bây giờ mình giảm xuống còn 6 phút 49 giây. Mình đã thấy một số YouTuber họ diệt con cua dừa mất khoảng tầm 1 phút, 1 phút 12 giây. Còn SD Mitten mình không biết, tại vì SD Mitten là full team 15 rồi. Full team 15 có khi nào rớt luôn rồi. Full team 15 có khi nào mà chỉ cần tốn 30 giây không ta? Có thể lắm ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới mục đích chính video này nha. Đó là mình sẽ donate cho cái miếu gió là một cái trứng Silver Gifted F. Một trứng. 3, 2, 1. Bam, 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 bam. Wow. Có cái đồng dừa không ta? Không có luôn. À có nè. Có cái đồng dừa các bạn. Ok, wow, ghê vậy ba, mình được bao nhiêu tiền? Không biết nữa, nhưng mà mình có 1, 2, 3, 4, 5, búp 5 cánh đồng các bạn, không biết là may mắn hay là xui nhỉ? Mình chắc chắn là may mắn rồi, 60% instant conversion từ 5 cánh đồng luôn các bạn. Và cánh đồng dừa này búp thêm 120% coconut fuel pollen nữa, cánh đồng 150, 30% thôi, 180, cánh đồng này cao nhất. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cái đồng dừa để gây gú rồi nếu mà muốn kiếm tiền nhanh ha. 60% instant coconut conversion và 120% fuel boost. Rồi, để vô đây búp thôi các bạn. Ý mình là cái máy này nè, đúng như theo tiến độ mình yêu cầu luôn, đúng như là theo cái điều mình nghĩ luôn ha. Từ từ đã, không gì phải gấp gáp cả. Búp những cái liên quan ha. Tropical Green nè, để búp cho hoa trắng nè. Video trước thì bạn thấy mình mua được cái Pringler màu xanh nước biển đúng không? Mình gọi là Pringler kim cương đó, mặc dù không phải là Pringler kim cương nha. Đấy, đặt 4 cái hình thoi nè, gần gần chút xíu. Không được à, đặt đây nha. Ok, 1.250.000.000 và chúng ta sẽ bắt đầu kỳ cuốc nào. Đầu tiên là mình sẽ quần quần để coi. Chắc là mình không cày hết 15 phút trong video rồi đâu, tại vì nó mất thời gian nhiều lắm. Mình sẽ cho bạn coi về kết quả cuối cùng thôi ha. Búp enzyme nè, chưa xài đậu nha, thì chúng ta kiếm được khoảng tầm 2.8 triệu. 2.8 triệu mật ong trực tiếp nha các bạn. Còn cái pollen mình chỉ có là 230.000 thôi. Cái này là rất là khó đầy ba lô luôn á. Và khi đầy ba lô thì mình sẽ có rất nhiều tiền. Hồi nãy là 1.250.000 đúng không? Các bạn hãy coi nhé, full rồi. Xài số 5 các bạn. 5 cái micro conventer như mình nói, mình đã tính toán thì nó không thừa đâu. Nãy là 1.250.000 ha. Bây giờ mình quy định như vậy đi. Mình xài hết là 5 cái micro conventer. Rồi mình xài hết 3 cái micro conventer mà tốn một tiết kịch đó là 8 cái. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video và sẽ cho bạn coi kết quả cuối cùng sau 15 phút với cái búp như vậy hen. Rồi, trạng thái bất tử từ cái mặt nạ là Gummy Mask. Tuyệt vời. 5 triệu nè. 6 triệu tư. Wow, 6 triệu 7 luôn. Lên 7 triệu nổi không? Không lên 7 triệu nổi các bạn, như vậy là 6 triệu tư ha. Nãy giờ theo mình thấy hình như cũng chưa tới 1 phút đó các bạn. Chưa tới 1 phút mình kiếm được 400 triệu tiền, các bạn sẽ số tiền mình nhảy không? 4 triệu 8 cho 1 giây. Tức là các bạn có thể kiếm được trực tiếp là 4 triệu 8 honey trong 1 giây. 10 giây các bạn có 48 triệu. Như vậy là mất khoảng tầm 20 giây các bạn đã có 100 triệu tiền rồi. Những cái quả dừa này nè, các bạn vẫn có thể ăn nó và nó sẽ búp các bạn tốc độ hay là chuyển một cái phần pollen từ trong ba lô các bạn thành một ong luôn.
Nó giống như là khi bạn quăng trái dừa vậy đó. Đó là tính năng của ba lô dừa nha, chỉ có ba lô dừa mới có thôi. Cho nên, hãy cố gắng sở hữu được những vật phẩm mới nhất trong tựa game này càng sớm càng tốt. Vì tương lai mình không biết là nó còn ra cái gì nữa hay không. Nhưng mà hiện tại với những cái vật phẩm này là chúng ta đã trở nên rất là bá đạo rồi. Khi các bạn có được 4 vật phẩm ha, là một cái ba lô dừa, một cái đôi giày dừa, một cái đai lưng Beetle, đai lưng hoa anh đào ha, và một cái đũa thần, The Beetle Wand. Khi mà số honey mình lên được 2 tỷ 250 triệu là mình đã kiếm được 1 tỷ tiền chỉ với cánh lồng dừa này thôi. Rồi các bạn thấy không? 2 tỷ 250 triệu rồi các bạn. Yay! 1 tỷ tiền. Và thời gian đã trôi qua là khoảng wow, chỉ có 5 phút thôi. Kỷ lục mới của Gà Công Nghiệp TV các bạn, 5 phút với những cái búp như thế này chúng ta kiếm được 1 tỷ tiền. Đó là điều mình chưa bao giờ nghĩ tới, tới một ngày mình sẽ đạt được. Nhưng mà đó là đối với cánh đồng dừa thôi, những cánh đồng khác thì chắc chỉ số chỉ khoảng tầm 1 phần 3 thôi các bạn. Tiền cứ thế mà lên, 6 triệu 2, 6 triệu rưỡi. Khủng khiếp. Amazing. Đó là cái mình luôn muốn đưa tới các bạn trong những cái video về từ Game Beast One. Rồi mình đã xài hết cái Micro Commenter rồi. Như vậy mình chỉ còn 3 cái Micro Commenter trong cái bản đồ từ game này thôi. Kiểu này chắc mình kiếm lại 2 tỷ tiền rất là nhanh đó các bạn. Bỏ 2 tỷ tiền nâng cấp con Demon Bee lên và chúng ta sẽ kiếm được 2 tỷ tiền trong video này luôn. Thì như mình nói với các bạn hồi đầu video á, là mục tiếp theo mình sẽ mua con ong thứ 44, mua xì đó ong thứ 44 ha, với giá trị là 9 tỷ mấy á. Thì có nhiều bạn hỏi mình á, là mình quay video vào thời gian nào ha. Thường thường bây giờ là thời điểm hiện tại mình quay video vào buổi tối các bạn, nhưng mà không chắc là mỗi ngày mình đều quay video. Như vậy các bạn sẽ hỏi là không quay video thì làm sao có video để ra, đúng không? Một ngày có thể mình không quay video, có ngày mình không quay video nào cả, có ngày mình sẽ quay 4-5 video. Dạ mang chưa? Trung bình là cứ 2 video một ngày nha. Và mình sẽ để dành mình edit. Cái video Beast One các bạn đang coi mình không biết là tới khi nào các bạn mới được xem. Tại vì mình còn rất là nhiều video chưa edit các bạn. Thôi thì có thể mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và các bạn thì thấy được cái hình ảnh nè, hình ảnh đang hiện trên màn hình nè, là số tiền sau khi mình cày cuốc hết 15 phút trong cái búp này sẽ kiếm được bao nhiêu. Và nếu bạn thích video này thì hãy bỏ lại một like. Và nếu bạn là người mới, muốn xem nhiều video hơn trên cái kênh của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn một cái chuông nữa. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.